Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Vivu Civit. Dòng phim cổ trang Hoa ngữ được rất nhiều người yêu thích, trong đó tạo hình nhân vật được các nhà làm phim chú trọng và người hâm mộ cũng rất quan tâm đến yếu tố này. Gần đây một số nam thần đang trong quá trình quay phim. Tạo hình nhân vật của các nam thần cũng là chủ đề được quan tâm hàng ngày. Do đoàn phim bảo mật không tốt hoặc do người hâm mộ quá thích mà hình ảnh phim trường của nhiều bộ phim được tiết lộ ra hàng ngày. Mới đây tạo hình của một số mỹ nam đeo mặt nạ được người hâm mộ quan tâm, như Nhậm Gia Luân, Đặng Vi, Vương Học Đệ, Trạch Tiêu Văn. Hãy cùng Vivu Civit ngắm nhìn tạo hình cổ trang với chiếc mặt nạ của các nam thần nhé. Đặng Vi trong vai Tô Dịch Thủy, kết đôi cùng nữ diễn viên Hướng Hàm Chi trong bộ phim Tiên Đài Hữu Thụ với tuyến tình cảm sư đồ luyến. Mỗi tạo hình của Đặng Vi trong phim từ trang phục đến kiểu tóc đều khá ấn tượng. Tôn sư Tô Dịch Thủy cực ngầu với bộ trang phục đen cùng chiếc mặt nạ che nửa mặt. Fan thốt lên rằng có thể nào vừa quay, vừa chiếu luôn được không? Ngóng thầy Tô quá chơi rồi. Vương Hạc Đệ với dự án Đại Phụng Đà Canh Nhân, kết đôi cùng nữ diễn viên Điền Hy Vi, lấy đề tài xuyên không kết hợp với yếu tố trinh thám vô cùng hấp dẫn. Chiếc mặt nạ của Vương Hạc Đệ khá đặc biệt, quấy góc nào cũng đẹp, mà theo mình thấy Vương Hạc Đệ đẹp bất chấp tạo hình, thế nào cũng không dìm được nhan sắc của mỹ nam này, chê cằm vẫn đẹp, nhắm mắt cũng đẹp luôn. Nhậm Gia Luân kết đôi cùng Lý Lan Địch trong bộ phim Lưu Thủy Điều Điều. Chiếc mặt nạ che kín gần hết khuôn mặt của Nhậm Gia Luân, nhưng cũng không thể che được nhan sắc của anh chàng. Cuối cùng là Trạch Tiểu Văn trong phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần trúc nghiệp. Bạn thích tạo hình nào nhất? Bộ phim nào bạn mong chờ nhất? Hãy để lại bình luận để cùng thảo luận về các diễn viên và tạo hình của họ nhé. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Chúc bạn có một ngày vui vẻ và ý nghĩa.